Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Tô Vẽ Màu của chúng mình. Hôm nay mình sẽ tô một chú ong các bạn ạ. Mình đã chuẩn bị một chú ong rồi. Chú ong xinh xắn. Chúng mình cùng tô màu chú ong này được nổi bật hơn các bạn nhé. Chúng mình tô màu nâu trong chiếc nơ này nha các bạn. Tiếp theo mình là tô màu vàng cho chiếc mũi kiểu ong này. Phần thân của chú ong mình phải tô màu cam nhất bạn. Xem thật là kính tiền khoảng giờ không? Phần cánh của chú ong đó các bạn, mình sẽ chọn màu vàng nhé. Sử dụng đầu bút to và nhanh hơn nhé các bạn. Khuôn mặt của chú ong này mình phải tô màu vàng nhạt thôi nha các bạn. Và mình đã hoàn thành xong một chú ong rồi các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Các bạn hãy share và upside với mình nhé. Cảm ơn các bạn.